Hello cả nhà, hôm nay giới thiệu một con sạc nha. Này làm con rau làm cỏ nhé. Này 160 18 sen lưỡi nhé. 18 sen. Cái thứ hai là rồng 20 sen. 20 sen, 22 sen, 180. Trục ô tô nha nha. Hôm nay 200. Mẫu này là 20 sen. Nó là 32 sen nặng 1 kg. Này là 207 nhé, trục ô tô à. Cỏ nha em nhé, các bạn ngọt, các bạn rất là lâu nha, ra phố tài sản 200 150, còn chảo là 300, đủ các mẫu, sẽ là sản xuất. Alo, em ship toàn quốc nha.